Ok, hello, xin chào tất cả anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video clip tiếp theo của mình. Thì anh em nào mà đang muốn mua cho mình về các cái dòng sản phẩm cờ bạc bịp của bên Tấn Tuân Casino, hoặc anh em đang muốn tìm hiểu thêm cho mình về các cái dòng sản phẩm cờ bạc bịp tốt nhất, mới nhất, hiệu quả nhất trên thị trường hiện nay, thì anh em có thể là vui lòng anh em nhấc điện thoại lên và gọi đến số hotline trên màn hình của anh em kia. Đó, anh em có thể là gọi trực tiếp vào số hotline đó, hoặc anh em có thể là kết bạn, nhắn tin qua Zalo cho bên mình đều được anh em nhé. Đấy, sẽ có người tư vấn và hỗ trợ hướng dẫn cho anh em cụ thể từ A đến Z luôn. Thì ngoài ra thì những anh em nào mà ở gần cơ sở bên mình thì anh em cũng có thể là đến trực tiếp cơ sở để được trải nghiệm về các cái bộ sản phẩm. Bên mình thì có hai cơ sở, cơ sở 1 là ở bến xe Mỹ Đình Hà Nội, cơ sở thứ hai là quốc lộ 13 Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh. Thì anh em đến nơi, anh em alo lên số hotline sẽ có người ra đón anh em và dẫn anh em vào trong cơ sở và cho anh em trải nghiệm về các cái bộ sản phẩm luôn. Thì trong clip ngày hôm nay, bên Tấn Tuân Casino sẽ mang đến cho anh em một cái bộ sản phẩm mà dành riêng cho những anh em nào mà hay đi sóc cái, một cái bộ sản phẩm hỗ trợ cho anh em sóc cái cực kỳ là tốt, cực kỳ là hiệu quả luôn anh em nhé. Thì cái sản phẩm này nó sẽ hỗ trợ cho anh em là chẵn lẻ là theo ý muốn của anh em. Đấy, anh em có thể thích chẵn về chẵn, thích lẻ về lẻ này. Đây, ví dụ như mình sẽ cho anh em cùng xem nhé. Đấy, bát đĩa thì hoàn toàn là xanh chín nhá, rất phù hợp cho anh em nào đi chơi ở các cái sân chơi mà anh em phải chơi, sân chơi đến sân chơi của người ta anh em sóc cái mà phải chơi bát đĩa của người ta này. Đấy anh em nhìn này, bát thì hoàn toàn là xanh chín cho anh em, đĩa cũng xanh chín luôn anh em nhá. Đấy, anh em có thể sử dụng luôn bát đĩa của người ta. Đấy thì ví dụ như đây là một cái tiếng tứ tử, thì thông thường tiếng tứ tử thì làng rất là hay đánh lẻ đúng không ạ. Đấy, mình sẽ sóc để chẵn cho anh em xem tứ tử này. Đấy, nhìn này, đó là đã về chẵn cho anh em này. Đấy anh em thấy không, sấp đôi này, rất là ok anh em luôn. Đấy, ví dụ đang sấp đôi này đúng không ạ, mình lại giữ tiếp sấp đôi này. Đấy, đấy vẫn sấp đôi anh em này. Đấy, cực kỳ là ok này, lại giữ sấp đôi tiếp này. Đấy, vẫn sấp đôi anh em này. Đấy anh em thấy không, cực kỳ là ok này. Thì ví dụ như đang sấp đôi này đúng không ạ, thì anh em không muốn sấp đôi nữa. Đấy, anh em không muốn sấp đôi nữa, anh em muốn về lẻ này. Đấy, ba đen cho anh em 100% luôn. Đấy anh em thấy không, ba đen này, đó hoàn toàn là ok cho anh em nhé. Đấy, rất là dễ sử dụng cho anh em này. Riêng về cái bộ sản phẩm này thì cực kỳ là ok rồi. Đấy, muốn giữ ba đen tiếp này anh em nhìn, muốn giữ ba đen này. Đấy, là vẫn ba đen này. Đấy, rất là ok anh em luôn. Một cái bộ sản phẩm hỗ trợ cho anh em tối đa khi sử dụng nhá. Đấy, ví dụ đang ba đen anh em muốn về chẵn đúng không ạ. Đấy, muốn về chẵn này, sắp đôi. Đó, cực kỳ là ok cho anh em luôn nhá. Thì cái bộ sản phẩm này ấy, chính là một bộ sản phẩm quân vị cho anh em. Một bộ sản phẩm quân vị. Thì cái quân vị này ấy, là một cái quân vị kẹp chẵn cho anh em nhá. Đấy, thì ví dụ như mình đang sử dụng một cái bộ lá bài đây. Đấy, còn thông thường thì nó sẽ có bộ lá bài này, hoặc là vỏ bao thuốc cho anh em. Đấy, mình sẽ cho anh em xem qua về cái bộ lá bài của nó. Thì bộ lá bài nó thì bên mình có thể làm được ở tất cả các cái con, các cái quân cho anh em nhé. Đấy, ví dụ như là ở đây là có sẵn các cái con 4, 5, 6 là các cái con mà anh em hay sử dụng nhất, đầy đủ các chất cho anh em. Đấy, 4, 5, 6, những cái con mà hay sử dụng mà đầy đủ các chất này. Còn anh em muốn làm vào những cái con khác ấy, thì anh em có thể là liên hệ qua cho bên mình để đặt hàng. Bên mình sẽ có thể làm cho anh em ở tất cả các cái con từ S đến K. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 TPK đều có thể làm đầy đủ hết cho anh em. Hoặc là anh em có thể làm ở vỏ bao thuốc Thăng Long, Vina. Đấy, ở thành vỏ bao thuốc cũng rất là ok anh em nhé. Đấy, thì về cái bộ sản phẩm này ấy, thì thứ nhất là anh em sử dụng quân vị này. Thứ hai là nó sẽ có một cái kẹp nam châm cho anh em. Thì như anh em nhìn thấy đây, đây là một chiếc ví của mình nhé. Đấy, cái ví mình hay dùng bình thường. Anh em sử dụng cái kẹp nam châm này này, anh em có thể cho vào trong ví, hoặc anh em có thể là kẹp trong tiền, hoàn toàn ok. Đấy, tùy anh em thôi. Anh em nhìn này, mình cho vào trong ví nhé, sử dụng rất là ok này. Đấy, thì ví dụ đây, đang chẵn này đúng không ạ, mình sóc này, vẫn giữ chẵn cho anh em này. Thì mình chỉ cần sóc ở trên cái bề mặt của cái kẹp nam châm này, khoảng cách từ 3 đến 4 cm này, như anh em nhìn này. Đấy, là đã về chẵn 100% cho anh em này. Đó anh em đấy, sắp đôi. Đấy. Đấy, anh em chỉ cần sóc ở trên mặt này thì lúc nào đó nó cũng về chẵn anh em nhé. Đấy anh em đấy ạ. Còn ví dụ như khi anh em muốn nó về lẻ này, thì mình sẽ cho anh em cùng xem. Thì ví dụ đây là đang là chẵn rồi đúng không ạ. Anh em muốn nó về lẻ nhá, bước thứ nhất là anh em phải lật cái kẹp nam châm này. Đấy anh em lật này, anh em nhìn mình lật. Đấy, lật ngược con ạ.
Bước thứ hai là anh em kẹp cho mình một cái vị. Đây, ví dụ như ở đây mình sẽ kẹp một vị đây. Đấy, em nhìn thấy mình kẹp một vị đấy không? Đó, sau đó anh em sóc ở trên mặt này. Thì cái thao tác kẹp vị những anh em nào mà hay đi sóc cái thì anh em biết rồi. Nó vô cùng đơn giản thôi. Đấy, đã về ba trắng cho anh em này. Anh em thấy chưa? Rất là đơn giản, rất là hiệu quả cho anh em. Đó, anh em muốn giữ ba trắng tiếp thì anh em kẹp một cái vị trắng à. Đấy, kẹp một cái vị trắng tiếp này. Vẫn ba trắng cho anh em này. Sắp đôi rồi. Đấy, hoặc là ví dụ như anh em đây. Anh em nhìn này, anh em muốn nó về ba đen đúng không ạ? Anh em lật úp cái này cho mình nhá. Lật úp ngược lại một vòng khác. Đấy, anh em kẹp cái vị đen lại này. Đây, mình sẽ kẹp vị đen lại cho anh em. Đấy, thì nó đã xe ra ba đen cho anh em. Đó, anh em thấy không? Vô cùng là đơn giản, rất là dễ sử dụng thôi. Riêng với cái bộ quân vị này, hỗ trợ cho anh em nào đi sóc cá thì vô cùng là hiệu quả rồi. Thì anh em nào ấy, mà muốn biết chi tiết hơn về cái bộ sản phẩm này, hoặc là muốn mua cái bộ sản phẩm này, đặt hàng với cái bộ sản phẩm này ấy, thì anh em có thể là vui lòng, anh em nhấc điện thoại của anh em lên, anh em gọi điện trực tiếp đến số điện thoại hotline trên màn hình cho mình, hoặc kết bạn nhắn tin qua Zalo đều được anh em nhé. Sẽ có người tư vấn và hỗ trợ cho anh em, giúp cho anh em tìm hiểu kỹ hơn về cái dòng sản phẩm này. Thì anh em muốn đặt vỏ bao thuốc Villa Thăng Long đấy, lá bài lá nào cũng được. Đó, anh em chỉ cần nhắn tin qua cho bên mình đều ok. Thì những anh em nào mà ở xa thì bên mình sẽ gửi hàng cho anh em là qua xe khách này đấy, hoặc qua bưu điện. Thì khi nhận hàng được phép kiểm tra hàng, sau đó thanh toán tiền, rất là ok cho anh em luôn. Còn những anh em nào ở gần cơ sở bên mình thì có thể là đến trực tiếp cơ sở để được trải nghiệm với cái bộ sản phẩm này. Bên mình thì có hai cơ sở. Cơ sở 1 là ở bến xe Mỹ Đình Hà Nội, cơ sở thứ hai là quốc lộ 13 Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh. Thì anh em đến nơi, anh em alo đến số hotline trên màn hình ấy, sẽ có người ra đón anh em, dẫn anh em vào trong cơ sở và cho anh em trải nghiệm với các bộ sản phẩm luôn anh em nhé. Thì ngoài cái bộ sản phẩm là lá bài kẹp chẵn này ra thì bên mình còn rất là nhiều sản phẩm khác liên quan đến cờ bạc bịp, như là về sóc đĩa, có các loại bát hình không tang mới nhất hiện nay đấy, hay như các loại đĩa hình, đĩa soi xuyên, bát soi xuyên, rất là nhiều sản phẩm sóc đĩa bịp cho anh em lựa chọn, hay như về các cái sản phẩm cờ bạc bịp khác như về bầu cua, tài xỉu hay là bài lá đấy, cũng có rất là nhiều sản phẩm để cho anh em tìm hiểu và lựa chọn luôn. Thì anh em nào mà quan tâm hoặc là muốn tìm hiểu về cho mình đến cái sản phẩm nào ấy, thì anh em có thể là nhấc điện thoại của mình lên và gọi đến số hotline trên màn hình cho mình đấy, sẽ có người tư vấn và hỗ trợ hướng dẫn cho anh em từ A đến Z luôn, cụ thể anh em hoàn toàn yên tâm anh em nhé. Thì cuối video ấy, thì mình cũng cảm ơn là anh em đã theo dõi hết video của mình. Thì anh em nào mà cảm thấy video của mình hay ấy, thì hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video tiếp theo.